Chào anh em nghe anh em. Mưa quá mưa anh em ơi, mới tạnh hồi nãy quay video rồi đó mà đang quay nữa chừng cái ổng mưa rồi gió quá nói chuyện không nghe gì hết trơn, bây giờ bắt buộc phải quay lại nè. Đầu lòng quay Thái 110 S tăng đa anh em. Đầu lòng quay Thái 110 S tăng đa. Nhưng mà cái đầu lòng này lúc em nhận nó về á là nó bích chịch luôn. Cái con ốc mà bắt cái giữa cái đầu với cái lòng á, gọi là ốc con si láp á, là nó chưa có mở luôn nha anh em. Thì em tại vì cái nguyên nhân em tóc ra là do cái lòng này nó bị lấp anh em. Nó đầu lòng này là quay Thái 110 đời 2 lá 1 anh em ơi. 108 cm khối KFL-1. Đầu lòng này mới gất lần đầu trên cục máy xuống, nhưng mà tình trạng là lòng nó bị lấp rồi anh em ơi. Em dục bỏ trái bê tông luôn rồi. Trái bê tông nó đen thùi luôn. Nè lòng bị lấp nè. Cho nên là em bán đầu lòng này không có bê tông nha anh em. Tình trạng lòng thì nó không có bị sức mẻ gãy cánh gì hết trơn á, cũng không có bị gãy con hai con ốc bắt bách lòng luôn, cũng không bị gãy luôn. Găng cỏ đồ ok hết, không sơ mi găng nào hết trơn á. Đó. Nói chung á em bán cái đầu lòng này anh em còn thích hơn là bán cái đầu lòng cốt 1 anh em. Thay vì anh em mua cái đầu lòng cốt 1 giá thị trường về 2,5 triệu mà anh em mua cái đầu lòng này tầm em bán đó, em nói thẳng luôn em bán bộ full đầu lòng này 2,4 triệu đó. Tại vì người ta lên cốt 1 người ta chạy rồi, mình gã ra bán 2,5 triệu thà em bán cho anh em full đầu lòng này 2,4 triệu về anh em tự lên cốt. Đó cốt 1 mới chắc. Theo ý của anh em vô bê tông xịn này nọ anh em chạy nó chắc cú hơn, nó ngon hơn. Thì em nói thế thôi, còn quyền lựa chọn lỡ anh em. Đúng đầu lòng quay Thái 110 đời 2 lá 1 nha anh em. Bông mai nè. Đời 2 lá 1 nè, đó. Thì cái đầu lòng này á là ông chú ổng giao cho em, đang gắp xe cho ổng. Đó. Lúc mà em nhận nó về thì cái đầu lòng này nó bích chịch gì nè, nó dính cái gòn gì luôn, nó dính luôn cái nắp 4 lỗ trên đây gì nè. Do cái lòng nó bị lấp thì bắt buộc em phải tóc cam cò ra em kiểm tra. Đó, nhưng mà cũng may mắn là giữ được con zin nha anh em. Cũng may mắn là em giữ được cái con zin của nó. Đó. Đó. Gòn cánh bướm zin luôn, gòn cánh bướm zin. Gòn nắp tròn zin luôn anh em, theo xe khích hình khịch luôn. Có một cái gòn chân lòng hai cây xúc bắp này zin đét luôn nha anh em. Hai cây xúc bắp này zin đét luôn, nói chung cái mặt này ok lắm, chưa có chạy, không có chạy xước gì hết trơn á. Tại em mới gã ra lần đầu mà, em mới gỡ ra lần đầu mà. Cái mặt của cái đầu bò nè. Nè miếng gòn thép của nó nè, nó xài gòn thép anh em nè. Đó. Đó. Thì bây giờ em đầu này đầu ET 14 nha anh em, thánh thần ở cái đầu bò nó ET. Nè em cho anh em coi găng cỏ nè, không có sơ mi một găng nào hết trơn á. Đầu ET 14. Nói chung cái đầu này thì nó đẹp đó anh em ơi. Đầu này đẹp. Cam cò đẹp đó anh em. Cho anh em coi khúc cam nè, khúc cam đẹp lắm. Cái này không phải là sọc nha anh em, em zoom bự cho anh em nè. Bán em có làm sao em nói vậy anh em coi nè, không phải sọc nha, nó bị đóng á, thấy anh em thấy không? Mặt lưng cam chạy chưa sáng luôn nè anh em thấy không? Nè, không phải bị sọc nha anh em. Không phải bị sọc, không phải bị mài gì đâu. Cúc cam còn khá đẹp lắm. Đó. Cam cò là zin hết đó, chưa có mài, chưa có đắp gì hết trơn á. Nhưng mà em nói thẳng với anh em luôn nha, tại vì do cái lòng này nó bị lấp nha anh em. Em bán là em sẽ không bao nha. Về cái đầu bò này về anh em sấy xúc bắp gì rồi làm phốt chân gít đồ lại. Đó, nó mới êm. Chứ còn cái thứ này là em không dám bao. Nói thẳng với anh em là như vậy. Anh em mình mít lòng trước đặng lòng sau nha. Kiến có gì đâu coi. Nhưng mà cặp cò với cam đẹp lắm nha anh em. Con cò lửa nè, con cò lửa đẹp gì nè anh em thấy không? Chưa khuyết chưa lúng gì luôn. Nè, anh em nhìn thấy nó hơi gợn gợn vậy thôi. Nói chung có chạy là phải có gợn rồi anh em ơi, trừ khi không chạy mới không gợn thôi. Em nói thẳng ra là như vậy. Đó. Cặp cò rất đẹp nha anh em. Chưa mài chưa đắp gì luôn, cặp cò còn nguyên zin luôn nè. Đó, chưa khuyết chưa lúng gì luôn. Đó. Nội cặp cò này không á, em nói thiệt cặp cam cò này không, em bán giá 700-800 là nó bay ngay tức khắc thôi á, thẳng với anh em luôn. Đó, rồi không lẽ cái đầu này em không bán được 1 triệu. Anh em tính đi đầu bò 110 mà đâu phải rẻ.
Rồi cái lồng này thí dụ như em bán 900 ngàn rồi, nó ra nhiêu rồi, 2 triệu 7 rồi. Full đầu bò quay thái 110 này em bán giá 2 triệu 4. Đó, cho những anh em mà người ta kỹ tính, thà là người ta mua cái lồng ít tăng đa, nó bị lớp bê đó, về người ta sấy lên cốt 1, người ta tự vô bít tông xịn sò người ta xài. Ta vô trong hãng ta mua trái bít tông 5-700 xịn sò, rồi người ta làm phốt chân gít đồ lại ngon lành, ta tự ta xài. Miễn sao cam cò nó zin đẹp. Cam cò là zin đẹp nha anh em nha. Đó, còn lửa đẹp luôn nè, thấy không? Miễn sao cam cò nó zin đẹp, ok hết, không có bị xước, bị sọc, bị gì hết. Mặt lưng chạy chưa sáng luôn nè, còn màu luôn nè, anh em thấy không? Đạn da băng nguyên zin luôn, NTN. Đó, thì nói chung á, do cái lồng này nó bị lấp nè, cho nên em không dám bao cho anh em. Anh em về tự xử. Còn nếu anh em mua lẻ, em sẽ bán lẻ. Anh em mua lẻ em báo giá luôn. Anh em mua lẻ cái lồng này nè, anh em mua lẻ cái lồng này em bán giá 1 triệu. Đó, còn anh em mua cam cò này là em bán giá 800. Còn anh em mua full cái đầu bò này nè, em bán giá 1 triệu 1. Mua cái đầu bò này không nha, chứ không có cái cam cò nha. Rồi, đầu ET14 nãy em nói rồi đó, không có sơ mi găng nào hết trơn á. Gon thì gon zin, còn là gon nắp tròn zin nè, gon 4 lỗ zin nè, gon cánh bướm zin theo xe nè. Rồi, bao anh em là không sức mẻ gãy cánh gì hết. Đây, nói với anh em luôn, không có bị sơ mi nha anh em, mà nó mất một con ốc bắt cổ bô nha, nó mất một cây cùi xong bắt cổ bô nha. Về anh em tự sàn bên xe nhà mình qua. Rồi, hết. Ngoài ra là không lỗi gì, lỗi lỡ cái lồng lúp bê. Đầu thì đẹp cứng, xúc bắp zin luôn nha anh em, xúc bắp zin chưa phá chảo gì hết trơn á, chảo zin luôn, không gian găng bugi luôn nha. Đó, em vệ sinh khá là sạch rồi đó. Rồi, full đầu lồng quay thái 110 đời 2 lớp 1 này em bán giá là 2 triệu 4. Đó, dành cho những anh em mà người ta kỹ tính, người ta mua về người ta sấy, tự sấy cốt 1, tự theo bê tông mới. Thay vì anh em mua cái đầu lồng quay thái 110 2 triệu rưỡi cốt 1, nhưng mà đầu lồng người ta đã có chạy một thời gian rồi, còn cái này mình về mình tự sấy, mình lên cốt nó an tâm hơn, làm theo ý của anh em. Ok, full đầu lồng quay thái 110 đời 2 lớp 1 em bán giá 2 triệu 4, em không bớt nha. Anh em nào mến hú em, anh em chuyển khoản em bao ship đó. Rồi, chào anh em nha.